Toàn xin chào bà con nha. Thì nay lại tiếp tục video toàn xới đất nha bà con. Thì còn mấy miếng nữa mới xong ruộng nhà bà con. Thì nay toàn quay clip cho bà con xem cái ruộng mà cái lưỡi xới bà con, cái thùng xới mà thùng chế bà con thấy nó lên đất bà con. Chế này nó lên đất còn hơn máy cày lớn nha bà con. Thùng chế rồi kèm theo mấy thợ mà sắp bông đó bà con, sắp sắp bông để cho nó còn cái đầu máy thì toàn xài bô ly một tấc nha bà con. Mình xới đất nhà mà bà con, mình không cần gấp, không cần chạy nhanh, vừa là được. Xới được mấy công toàn ra hồi trưa bà con, toàn không có xới nguyên ngày, toàn bận công việc bữa sáng nên chiều khoảng 12 giờ 1 giờ mấy toàn mới ra xới bà con, được có mấy miếng tại toàn không gấp bà con, tại mình xới đất nhà mà không có gấp. Cái bô vải đạn thì chưa bà con, bô này style kiểu mấy anh Thái Lan á bà con, mỏ nhọn như này. Đang xới mệt á, toàn nghỉ máy để toàn lên lô đan để ngồi. Ai về bà con, xới đất mà lên bờ để nghỉ mệt mà ai về mà thấy dịch đẻ dịch trời bà con, dịch trời nó đẻ bấy nhiêu trứng này nè bà con. Xới mà lên bờ ngồi thì mò xăm ba xem lại thấy người ta thì dịch trời nó đẻ mấy trứng, 2, 4, 6, 7 trứng. đi xới đất mà bắt gặp một bì dịch trời nha bà con, bắt gặp một bì dịch trời nó đẻ bỏ ở đây nè, vậy là chiều nay là khỏi đi chợ mua đồ ăn đó, vừa đủ 7 trứng vừa đủ chiên nha bà con.